em nghĩ chắc cảm ơn anh Thảo chưa đủ, chắc phải dắt anh đi nhậu mới đủ. Lần đầu tiên em mở là năm nay là cũng như hơn 5 năm rồi à. Mà năn nỉ quá, ăn thử đi, tôi bán mà bà không ăn kỳ lắm à. Không thể nào thử. Con tôm cũ nè. Thịt nó hơi cứng, sườn sật đúng quá. Tôm mới nè. Nhìn nó ngon hơn nữa. Nó giòn trong miệng, đúng không? Ngọt hơn. Ngọt hơn, giòn hơn. Tôi hay nói chơi một điều, mình giúp cho người ta khá. Để chi vậy? Để người ta gặp mình khỏi mượn tiền. Nè, nói nghe nè, hôm nay đi ăn bún mắm với Diệt Thảo nha, được không? Diệt Thảo hiện đang đứng trên con đường Bel Air, con đường huyết mạch chính của thành phố Houston của tiểu bang Texas. Khi quý vị và các bạn ở phương xa tới, đi ngay trên con đường Bel Air muốn tìm thức ăn và đặc biệt ăn bún mắm, theo Diệt Thảo ngày hôm nay ăn tại tiệm này nha, nó là bún mắm miền Tây. Bún mắm miền Tây ngon như thế nào hay độc đáo làm sao, cùng theo và thưởng thức với Diệt Thảo. Ok, let's go. Yeah. Thấy chưa? Thấy cái bản bún mắm miền Tây không? Thấy chưa? Đó, bún mắm miền Tây. Có điều đặc biệt chiếc xe màu tím nè. Các bạn thấy màu tím không? Chiếc xe này của bà chủ nha. Đặc biệt là trong tiệm này á, decorate tất cả từ ngoài vô trong tím hết luôn. Bà chủ thích màu tím. Nhìn màu tím là biết xe của bà chủ rồi. Ui cha, bên trong nè. Tưởng không? Tay lái nè, màu tím nè. Gối màu tím nè. Nón màu tím luôn nè. Ú chà. Rồi, ú chà, ngay cái cần lái của màu tím. Ú chà, tất cả màu tím hết luôn, đẹp quá. Kiến màu tím, ú chà. Ú chà, bông tím luôn, bông tím luôn. Chữ màu tím luôn nè, bún mắm miền Tây. Ở địa chỉ là 13442 Bel Air Boulevard, cái suite là Y, thành phố Houston, Texas, 77083. Cái số điện thoại là 832-876-8950. Như vậy nha, có tất cả nha, information ở đây. Đừng gọi Dịch Thảo nha, gọi đây đi liên lạc ở bún mắm nha các bạn. Ok. Hello, hello. Dạ. Từ đâu đây, từ đâu tới đây? California. California. Ôi trời. Đấy là người, một người mua đồ từ Atlanta. Đấy là mẹ, ba mẹ của hai người mua đồ. Là mua đồ của mẹ mua đồ, ba mẹ mua đồ. Ba mẹ của hot boy. Bữa nay ăn gì, bữa nay gia đình ăn gì đó? Không, ăn bún mắm, lẩu mắm. Đây là cái gì? Bún, thịt nướng. À, thì đã cậu này không ăn lẩu mắm được nè. Ăn cơm bò, bò lúc lắc, lúc lắc, ăn bún. Ủa, ăn hết trơn rồi trời. Dạ. Ôi cha, dạ. Đó các bạn nhìn. Ôi cha đây nè, ông chủ nè. Ê, đây màu tím nè, rõ ràng màu tím nha. Cái này chắc chắn là vợ mua cho phải không? Không, mua, không phải là mua cho mà mua bắt mặt. À, mua bắt mặt. À, mua bắt mặt. Em tên gì, em tên gì? Em tên Hiền. Hiền, tên dạ. Hiền, đúng rồi, Hiền bị bắt buộc là phải rồi. Còn đây là chị Dữ phải không? Dạ, đây là chị Dữ. Tên gì cưng? Dạ, Cẩm Tú. Cẩm Tú. Dạ. Em có mặc áo màu tím. Tất cả trong tiệm đều màu tím hết. Coi nè, trời ơi, chịu nổi không? Rồi, bây giờ như thế này. Anh Việt Thảo có đến đây ăn rồi mà lúc đó không gặp các em. Dạ. Để tìm hiểu cái bún mắm ở đây như thế nào. Và anh nghĩ rằng anh nên giới thiệu để cho bà con phương xa biết. Chứ ở Houston này thì ai cũng biết rồi. Khi mà đến với Houston, đến với Bel Air, ghé tiệm này ăn, giống như anh Việt Thảo ăn, được không? Bây giờ như này, anh Việt Thảo muốn order cái phần lẩu mắm. Rồi, trong khi chờ đợi thôi anh em mình tới bàn đi. Hay quá ha. Đi đi, rồi nghe, cảm ơn nghe. Chờ đợi nấu lẩu mắm rồi. Rồi, 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 cho phần lẩu mắm nha cưng, một phần lẩu mắm, dạ. Vé bay qua đây đó. Dạ. Mỗi lần ăn lẩu mắm thì mua một cái vé bay.
Cái tiệm lẩu mắm miền Tây này đặc biệt người phương xa tới đó, nếu anh mua vé máy bay anh ăn xong rồi người ta thối tiền vé máy bay rồi. Ngon vậy đó. Được, được, được. Mình ăn lẩu mắm có chừng 6-70 nhưng mà tiền vé máy bay mấy trăm á. Rồi, nghe. Đi, đi. Mời anh Thảo. Dạ được, dạ được. Ồ, dễ thương không? Chừng có công chiếc xe đạp màu tím nè. Những bức tranh những cô gái mặc màu tím luôn nè. Ồ, vách tường sơn màu tím nha. Cái giỏ đựng giấy màu tím. Cái ghế. Sí. Cái ghế da cũng màu tím nữa. Coi như tất cả màu tím hết. Ok. Ly nước trà đá cái này màu tím. Cái tô màu tím, cái kéo màu tím. Tất cả màu tím hết. Ok. Nè các bạn, bây giờ đó trước mặt Diệp Thảo là một cái lẩu mắm nha. Ở đây có dĩa rau, ở đây có bún. Và đặc biệt nha, tô chén tím rịm hết nha. Tôi đang lo không biết là ông mặc đồ tím nhưng mà cái mặt có bị tím không đó. Có không? Lâu lâu có bị bầm tím không? Cái đó là bầm tím á. Không có, được con vợ nó thương, nó để cái mặt đi ra đường. Chứ mà chỗ cái khác mặt, là tím hết. Chỗ khác tím hết. Chỗ khác tím, chỉ có mặt, để cái mặt đi ra đường mà kiếm tiền. Bây giờ này cho hỏi, cái bông màu tím này đó, mình muốn decorate cho màu tím hay là tại vì cái bông này ăn được luôn? Cái bông này là bông lục, biết. Bông lục bình. Bông lục bình. Thì ăn được hết. Chỉ nhưng mà nó là seasonal. Nó là chỉ có vô mùa hè này thì nó có, nhưng mà có nhiều năm thì nó có nhiều năm nó có ít. Bông lục bình. Bông lục bình đó anh. Hồi nào giờ mình đi trên dòng sông mình thấy bông lục bình màu tím đâu có lợi gần đâu. Ăn được phải không? Dạ ăn thử được nha. Anh. Thử ra. Anh phải nhúng. Thử ra. Thử đi. Nó cũng giòn giòn. Giòn giòn. Nó không có chát nha. Cái hương vị nó cũng giống giống như bông súng vậy đó. Ok. Rồi. Ở đây mình có bông súng nè, màu tím luôn. Dạ, cũng bông súng luôn. Màu tím là tự nhiên tím hay mình nhuộm tím? Nó tự nhiên tím anh. Chứ có dụng mà bông súng tự nhiên tím, tím là nó hiếm nha. Nó có màu tím. Dạ. Bông súng dạ, không biết hết rồi. Nó có màu tím hay là màu trắng, tím đậm, tím lợt. Rồi. Dạ. Cái bông lục bình ăn không chừng nó còn thân tao hơn là cái cầm bông súng à. Dạ hình như là như vậy. Tại bông súng ở trong nó có cái chất nước, nó giòn hơn và nó có nhựa. Cái bông lục bình không nhựa bạn không, nha. Không, không anh. Dạ. Mình có rau đắng nè. Còn thương rau đắng mọc sau hè nè. Đó. Để tôi thử coi rau đắng giả thiệt. Người ta nói nhiều khi rau đắng bằng ni lông để quá trang, ngụy trang chứ. Rau đắng sao không đắng? Rau bây đắng, giờ mới đắng nè. Rau đắng nó ngộ con cái anh nấu nó mới đắng. Anh nấu nó chín nó đắng hơn là ăn sống. Rồi ăn sống không mới đắng. Ăn sống không lại đắng. Còn gì nữa? Còn khóm, có khóm. Khóm nữa các bạn. Dạ. Đây khóm đây. Bây giờ dọn bàn. Đương nhiên bằng nhôm mà rồi khua lỗng cổng là chân thường nè. Khóm luôn. Tự giờ hai người ngồi dòm tại mấy người ăn quá trời mà. Nhưng mà tôi nghe hình như chị không biết ăn mắm không? Dạ đúng vậy. Bà chủ bún mắm mà không biết ăn mắm. Mà vẫn chấp nhận nấu bún mắm? Không, nấu thì em nấu. Ừ. Còn em dụ ăn hoài mà không ăn. Mà nấu. Bắt người ta phải decorate nhà hàng rồi design theo kiểu màu tím. Dạ đúng vậy, đúng thiệt vậy. Thiệt là quá luôn. Đây bắp chuối, đây. Nó có bắp chuối nha. Bây giờ Dịch Thảo đang giới thiệu qua những cái món rau nha. Ủa? Cái đây con chiên gì ta? Không liên quan. Chiên quá sớm em, chiên sớm nó không ngon, hồi chiên mới ngon. Em để nè hồi nguội hết ngon rồi thấy không? Hay quá bà chủ thấy không? Mình kêu bún mắm bây giờ bà đãi luôn cơm nữa kìa mà chưa ăn bún mắm tới cơm hồi nó nguội hết. Đã nói rồi đừng làm sớm mà. Đây bây giờ nè thử cái chuối chát ở đây nè. Chuối này chát cái con không biết nha. Nhưng mà có cái là màu trắng đẹp chứ không có bị đen. Dạ. Đúng rồi, ngon quá. Diệp Thảo đang giới thiệu quý vị và các bạn những cái món rau mà mình có sẵn trong cái này á, người miền Nam gọi là mắm và rau. Ở trong Nam á. Dạ đúng vậy anh. Tức là mắm và đây là không phải là en là giới. Dạ. Và đây là lua đó, lua già. Lua mắm, già rau. Bỏ rau trong tô đổ luôn mắm luôn, già. Rồi. Ở đây có chanh có ớt. Thử ớt cay ta. Cay. Ớt này cay nha. Rồi xong.
có chanh luôn. Bây giờ xin phép thử miếng mắm bức. Rồi. Ở trên cái lẩu mắm này mình có cái gì nè? Mình có tôm nè, mình có thịt heo quay, mình có cá. Cá. Pasta catfish. 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 Ở đây có chả cá. Chả cá. Ở đây có mực. Dạ. Trong này có cà tím đúng không? Dạ. Xin thử miếng nước mắm trước. Có cái đó người lớn hay vậy đó, mình ăn cái gì mình nhớ cái mùi mắm vừa đưa vô mũi là tôi nhớ được. Cái hình ảnh mình nói cái chữ quê hương nó lớn quá. Nhà ông Dượng Bảy hồi nhỏ đi ra Cà Mau, định chơi đi ra Cà Mau, nhà ông ăn mắm, trời ơi, ăn tới độ khát nước uống hết nước. Nhớ lại tuổi thơ anh Thần. Rồi ngồi nghe 16-17 đứa con tôi nói lùa mà mắm ở miền Tây mình đó, Cà Mau nó có lá rau dừa trâu, rau dừa chỉ, dừa mà dừa trâu là rau dừa cộng rau dừa mà lớn. Rau dừa chỉ là cộng nhỏ. Bồng bồn. À bồng bồn. Bồng bồn. Dạ đúng rồi, bồng bồn. Đủ loại rau hết. Mấy cái đó thì ở đây chắc vô phương. Tự nhiên. Nước mắm đậm đặc. Nó khác với cái bún nước lèo nước mắm nó dợt hơn. Dạ, nó nhẹ hơn. Dạ, nó lỏng hơn. Cái này đậm đặc với mình ăn với rau. Dạ. Đậm đà hôm chứ không có tâm. Còn mình có tâm. À, ngon quá. Nó ngon, nó đổ hút hoài được. Tôi không biết anh chị có nấu ngải mắm hay không, nhưng mà nó ngọt. Nó ngọt mà ngọt dịu dàng lắm. Chứ không phải là chỉ nêm đường không đâu. Mà cái mắm bình thường bao giờ như dù chao, nếp, đường đàng hoàng hết, nó vẫn còn cái độ mặn của nó. Cái này mình phải nêm nếm là thôi. Mà thường thường người ta nấu bún mắm hay là nấu bún nước lèo đều có cái ngải mắm để cho nó dịu. Ngải mắm thì em không có dùng, em có dùng ngải bún để cho cái mùi. Nó đó hả? Không, người ta gọi là ngải mắm, ngải bún đó. Dạ, dạ, dạ. Thôi em có dùng là ngải bún. Nhiều với là nó thơm. Đúng vậy, đúng vậy, dạ, đúng vậy. Bây giờ mình ăn nha. Rồi, bây giờ. Vừa qua đó là dịch thảo đã thử hết rồi. Từ nước, nha, từ rau. Chỉ có những cái món như là cá này kia là chưa thôi. Bây giờ mình bỏ xuống cho nó thấm Thảo ha. Bữa nay cùng xem và cùng thèm với dịch thảo nha. Các bạn ở phương xa mà chưa có dịp đến đây ăn đó, khi nào có dịp ghé qua ăn thử. Đương nhiên ở nhà ai cũng nấu được phải không nè. Nhưng mà nấu một chi cực khổ vậy đi chơi mà. Ghé ăn luôn rồi. Bây giờ ăn sao? Đó. Cái câu hỏi của tôi bao giờ cũng bị rầy. Ăn thì bỏ miệng ăn chứ ăn sao? Cái ăn làm sao đây, tức là muốn theo cái ý người chủ, cái người mà bày ra cái món này, ăn theo kiểu cách nào? Nhúng rau trước hay bỏ vô tô? Ăn người ta nhập gia phải tùy tục đi, ăn theo kiểu của người ta mà. Ăn sao? À, theo em á thì lại không có ăn bún. Ok. Nhưng mà chỉ có bún á thì mình bỏ vô tô. Ok. Còn thường thường mà rau á thì mình chấm rau đi. Bỏ vô đây nhúng. Mình nhúng. Đúng mình, rồi, mình cho để, nó mềm sốt cho đó, nó chín. Mình để okay. Bên đây. Đó. Rồi. Thì nói chung á thì rau á mà nó nóng á thì anh ăn cái okay. Hương vị nó thơm, nó đậm đà okay. Hơn. À, còn ở mắm và rau đó là mình có thể nhúng rau. Dạ đúng. Bỏ vô tô. Anh cũng có thể nhúng cũng được. Thì dạ. Nói chung là không chưa có. Anh, em ăn trước đi. Không, đây em lấy cho anh Thảo thử. Em không biết ăn mắm mình mới bắt ăn trước. Mà, vậy hả? À, tối nó về mất công em có chỗ tím đó anh Thảo. Rồi. Đây em có bún xem giúp bỏ bún vô. Em từ nhiều quá, nhiều quá. Dạ rồi, vậy thôi. Vậy thôi. Thôi để là lâu lâu cũng ăn miếng đặng cho nó một tuần em ít nhất em phải ăn 2-3 ngày. Cái này là ăn đúng là mắm và rau nè. Đúng vậy, đúng vậy. Mà người miền Nam nói là già đó. Mắm già rau. Dạ. Yeah. Có nghĩa là giống như là bưng tô lên mà húp á anh Thảo hả? Đúng rồi, già nó vô miệng nè. Thôi mang cơm chiên đi. Không phải tốt lành đâu, làm cơm chiên đi ngồi ăn đó. Cái gì ăn như tụi mình ăn đâu được. Dạ. Anh bỏ vô miếng tương ớt nha. Dạ. Đây là cái gì anh bỏ ớt chứ anh bỏ mấy nước mắm anh chấm không cũng được. Còn ớt nữa.
vừa ăn rồi. Nhưng mà ở đây muốn nói cho quý vị cũng như các bạn á, mình muốn cho nó bớt lại cũng được nha, là mình có thể làm chút xíu chanh như mình thích nhé. Đó, để làm cho coi thôi, chứ việc Thảo ăn là vừa rồi, vậy thôi. Còn nếu muốn chua nữa thì mình bỏ miếng khóm vô. Đúng vậy. Ù, chà, nóng hổi à. Đã rồi, đã rồi. Đây anh Thảo Từ nhiều quá. Chả cá hả? Chả cá phải không? Ờ, miếng chả cá đi. Đó, miếng chả cá. Rồi mới miếng số đôi 2 này nhiều quá, từ từ. Heo, heo quay, thêm miếng heo quay vô. Từ từ. Dạ. Nó không biết ở bên Mỹ mình có không ha? Ăn giống giống như kiểu chả cá Thác Lát mình đó. Cái này là cá thôi. Chắc cái này là chả cá thu. Chả cá thu. Dạ, tại vì cá Thác Lát ở đây nó không có giống nhiều giống như Việt Nam mà. Ta... Nhưng mà làm mềm quá nha. Chả cá mềm ngon á chứ không có cứng à. Dạ. Chứ được cứng mà tao trộn bột của nó khác. Ngon. Từ từ. Dạ. Này em muốn cho em. Dạ. Anh còn đang với chả cá. Đúng là mắm già lao rồi. Còn đây gọi là bún mắm. Có người thích ăn bún mắm hơn bún nước lèo. Dạ. Ở cái chỗ tại vì bún mắm có nhiều thứ hơn. Nó nhiều thứ. Nào là cà tím, nào mực, nào chả, nó muốn để gì để. Còn cái bún nước lèo thực sự sau này chế biến nhiều, chứ nguyên thủy của nó chỉ là tôm, thịt luộc và cá hết rồi. Đúng vậy. Bún nước lèo chỉ được ăn với giá, hẹ, bắp chuối, rau thơm hết. Mắm và rau hay bún mắm mình được ăn đủ loại rau hết rồi. Nói chung là mắm và rau là các loại rau, rau nào thấy vô mình cũng... Hồi xưa em ở miền Tây. Em ở Mỹ Tho anh. Mỹ Tho. Dạ. Hồi xưa thuộc tỉnh Định Tường. Đúng vậy, Định Tường sau này mới đổi lại. Hồi nhỏ là bên nhà mình có bán bún mắm chưa hay là qua đây em mới làm? À, dạ, chưa anh, hồi nhỏ thì... không có buôn bán không gì hết, qua đây mới làm. Nhưng mà hồi xưa sự thật em là làm nhà hàng quán nhậu hồi xưa miền Tây quán. Ôi là cũng ngay đây luôn tại chỗ này luôn à, nó là một cái sự trùng hợp nó rất là lý kỳ. Nhưng mà trùng hợp đối với con người của em, tánh tình, cách giao thiệp, giao tế, cái quán nhậu nó phải thành công chứ. Ồ, actually cái quán nhậu em rất là thành công, nhưng mà có một tí xíu sự cố xảy ra thì... Nói chung là nhậu là phải nhẹt, à, bạn là phải bè. Đúng vậy. Nhậu là nhè, à, mà nhè thì lè khè. Lè khè, có chuyện. Có chuyện, đúng cho nên vậy. Thôi, bình yên, bán bún mắm. 10 năm, 10 năm làm nhà quán nhậu. Cái chuyện lớn nhất không phải vấn đề bạn bè không, mà gái ghét. Ông chủ nhậu rồi bị bà chủ ghen thôi phải dẹp tiền đúng không? Mấy cái chuyện đó nó xảy ra hàng ngày mày không đúng dám kể. Đúng rồi, đúng. Không dám kể. Nhưng mà hồi đó cái quán nhậu mình có màu tím không? Dạ không anh, màu xanh độc chuối. Hay à, tự nhiên màu xanh độc chuối là của bà nào thích? Của em. À, màu xanh độc chuối là của em. Còn bà xã là thích màu tím. Dạ, bà xã là thích màu tím. Ăn ngon quá. Dạ. Anh xin cái này, anh xin cái đọt. Tự nhiên đấy anh, tự nhiên. Có nhiều người sẽ nói là ăn chung đừng có thọt đũa vô, dạ không? Ăn thua cái gì? Nó sôi ủng ụt, nó nóng hổi mà tụi mình. Có cái rồi. Như cái quan niệm ngộ, đương nhiên, cái khách lạ đó mà mình không biết người ta có bệnh hay là sức khỏe tốt, ăn chung có thể lây nhiễm cho nó. Còn tụi mình thực sự mà nói thì đứa nào cũng đi khám sức khỏe, đứa nào cũng biết cơ thể tốt. Nói chung nếu mà mình biết mình không ăn chung được. Đúng vậy anh, đúng vậy. Không sao hết trơn. Đương nhiên, vấn đề vệ sinh thì phải thế này kia, nhưng mà có khi, trời ơi, đừng có rầy tụi nghiệp, tụi mình nhúng cái rau vô bị rầy nữa ăn không được đâu. Chứ lại có nhiều lúc á, tự nhiên mình bỏ đũa xuống, mình cầm đũa khác lên, nó giống như mất hứng vậy anh Thảo. Mất hứng. Dày đi, tự nhiên. Tự nhiên. Mình có người Mỹ đó năng. Dạ có anh. Mà ăn ngon làm luôn. Làm hết. Thấy chưa? Nha. Châu Phi cũng tới ăn nữa, em có bà khách Châu Phi. Là cái như là một tuần, ít nhất khoảng 1-2 ngày. Dạ, vô cái là number one. Anh chưa để bún đó. Để chút xíu bún rồi. Bún này phải lúc nóng vô á, bún cộng bún nó sẽ nóng lắm ngon.
Có nhiều người anh ta thích bỏ bún vô cái này nè, anh ta trụng xuống anh cho nó nóng. Dạ. Bây giờ anh thử qua con tôm nha. Rồi, đây. Cho miếng mực luôn đi. Không, cái nào một món à? Một nào món qua không? Tôm. Coi tôm nó giòn ngon không? Tôm này không phải là easy peel, tôm là mình tự lọc nè. Dạ. Và nó nguyên luôn. Mình thì nghĩ ai đi ăn lẩu mắm á, đừng bỏ tôm vô trước, tôm nó nhảy nó mới nhảy. Đừng bỏ tôm vô trước, bỏ tôm vô trước nó chín quá nó sẽ bị cứng. Bị cứng. Khi nào ăn con tôm nào giống con đó. Cho anh xin miếng tôm được không? Dạ được anh, dạ. Xin miếng tôm tươi. Tôm tươi. Đó. Rồi. Tao. Xem dĩa tôm xong. Cho anh dĩa tôm. Dạ. Cool. Nè. Chị gì hồi nãy quên tên rồi, nói âm này ông Hiền. Tôi chọc bả dữ tôi quên tên bả rồi. Cẩm Tú. Chị không thích ăn mắm hay là chị không ăn được? Em hồi trước giờ chưa bao giờ ăn mắm hết, chị biết ăn mắm ruốc không? Ăn mắm ruốc được. Dạ. Mà cái này không muốn ăn hay là ăn không được? Có ăn thử chưa? Hình như không thích ăn chứ không phải ăn không được, chưa bao giờ thử luôn. Thử húp miếng coi. Thử coi. Thử đấy. Lần đầu tiên đó. Ê các bạn ơi, lần đầu tiên nha. Một người năm nay tôi không dám hỏi tuổi, nhưng ít nhất cũng phải vài chục tuổi chứ không thể mười mấy được nha. Lần đầu tiên thôi. Định trong đó nhiều khi trong đó gà không? Dạ, à, mới chân vô vào đâu thử ra coi. Lấy cái muỗng ra. Đó, muỗng trắng kìa. Muỗng. Đó, thử coi. Nóng nha, thổi. Giống như bún riêu mà. Thử coi, không thì thử đi. Thử nó biết chứ. Thổi. Cái này vui à nha. Hồi đó chị chỉ có anh, nếu mà chị chắc chỉ có anh. Đừng Thảo. Đừng có té xỉu nha. Anh Thảo nói mới thử chứ còn em là có sao không? Không nhưng mà nó mặn mặn thôi phải không? Dạ. Dạ. Mặn ngọt. Mặn ngọt. Dạ. Có sao không? Dạ. Người ta nói nha. Dạ. Lấy gà theo gà, lấy vịt theo vịt nha. Ông chồng ăn mắm mà không ăn là về nhà bị ông bà già chồng rầy á. Tại em thì em không thích cái mùi mắm ấy. À không thích mùi mắm. Mà ăn được mắm ruốc tại vì hồi nhỏ hay ăn trái cây với mắm. À ha. Dạ. Đây là tôm tươi đây, bây giờ như thế này. Giờ Thảo nhúng vô nha. Thử nè. Đó. Bỏ đi. Người con chơi. Em một hồi ăn tôm được phải không? Tôm nhúng vô mắm cũng sao đâu. Đó, đứa con chơi sẽ thấy cái sự khác biệt. Bây giờ em thử em gắp con tôm đã luộc từ lâu á, em cắn thử coi. Đó, cho vợ em con nữa. Rồi, em thử cắn miếng tôm, nó dính chút mắm cũng sao phải không? Dạ, không sao. Ôi chà, bữa nay nghe cảm ơn anh Thảo đi vợ em ăn mắm. Em nghĩ chắc cảm ơn anh Thảo chưa đủ, chắc phải dắt anh đi nhậu mới đủ. Lần đầu tiên em mở là năm nay là kiểu như hơn 5 năm rồi à. Mà năng nỉ quá, ăn thử đi, tôi bán mà bà không ăn kỳ lắm à. Không cái nào thử. Bởi vì người ta nói bột nhà không có linh. Không có đâu à, bột nhà không linh. Đó. Được phải không, ăn tôm nói gì phải không? Dạ. Bây giờ mình lấy con tôm mới trụng, coi nó đâu rồi. Đây nè, đây nè. Đâu. Đây. Đó, bây giờ em thử gấp con tôm em ăn coi. Đó. Thử liền nè, nóng hổi nè. Đó, ăn vậy đó, để lấy con mới á. Nè, cho vợ em con này nè. Dạ, anh Thảo thấy đây rồi, này. Đó. Đó, Cẩm Tú ăn thử con tôm mới coi. Nè, các bạn. Hồi nãy là con tôm này, con tôm cũ nè. Con tôm mới, con tôm đã luộc lâu. Đã luộc, dạ. Rồi, bây giờ ăn so sánh hai con nè. Con tôm cũ nè. Thịt nó hơi cứng. Sườn thịt. Đúng quá. Tôm mới nè. Nhìn nó bơm hơn nữa. Nó giòn trong miệng, đúng không? Ngọt hơn. Ngọt hơn, giòn hơn. Thử rồi. Đó. Cảm ơn Hiền Thảo chứ. Ngọt hơn, giòn hơn. Chưa khi nào cũng thử. Chưa khi nào thử lẩu mà. Như vậy nghe các bạn nha. Không, tôm hả? Nó chín đó, còn phải nhúng lên chút xíu. Rồi. Đây. Cho bạn cũng này. Đã thử coi. Con tôm người ta ăn sống được như đâu, mình nhúng chín, mình nhúng không cần ăn sống. Sẽ thấy nó ngọt hơn và giòn hơn. Nó ngọt hơn. Dạ. Rất nhiều. Thấy chưa? Con mình luộc lâu quá ăn nó cứng nhắc à. Đó các bạn nhớ nha.
đưa cái lòng mắm ra đó, tôm khoan nó nhúng. Người nào ăn con nào thả con đó xuống, đúng không? Đúng. Nó ngọt hơn nhiều. Ngọt. Ừ, ngọt quá. Nó giòn hơn, giòn con hơn. Kia thì nó cứng. Nó cứng. Ừ. Mà nó sảm. Ừ. Cho nên các bạn đừng bao giờ nói cái lẩu mắm đó tôm ăn sảm ăn gì là do cách mình ăn nữa nha. Nhiều cái lẩu mắm đó nó ngon thành dở là cũng là do cách mình ăn. Mà lẩu mắm cho dù không được như ý mà mình biết cách ăn nó vẫn thành ngon. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi. Thêm rau đây Thảo. Rồi bây giờ chưa bây giờ ăn cái miếng mực. Miếng mực. Rau. Miếng mực. Mực cũng vậy nữa. Mực mà để lâu quá nó cũng cứng nữa. Dạ. Để anh thử coi. Lâu quá rồi, cứng rồi. Đừng bây giờ tuôn xuống hết. Mình để trên ăn tới đó, nhúng tới đó. Ăn là nhúng tới đó. Bây giờ mực là bị cứng nè. Em có mực tươi không? Cho dĩa mực tươi đó luôn. Cho dĩa mực tươi mấy miếng thôi. Ăn miếng cá, ăn miếng cá. Cá này là từ nãy giờ là em cái này đưa xuống ăn chứ đừng ăn cái kia. Cái này là ăn sẽ bị cứng nè. Cá thì em nghĩ chắc không đến nổi cứng. Dạ. Đúng không? Mình để lâu cái diễn về nó cứng. Dạ. Ừ. Dạ thêm miếng nữa. À, anh sao để ở đây anh chan mắm vô tay nước sôi dữ lắm. Thì cái độ chín nó bớt hơn. Bây giờ mình quên để giá nè, giá bên dưới nè. Anh đề nghị dĩa rau ha. Sau này để ém giá một bên. Có nghĩa là dĩa bự tí xíu ha, để mọi cái thứ ăn dạ. Gì bỏ vô đúng đó. Đúng rồi, chúng ta bây giờ á, tự giờ nhiều khi không đi không thấy giá luôn nè ha. Dạ. Nó bên dưới đó. Bông súng có rồi. Để miếng khóm vô cho nó chua nè. Rồi, ok. Này có heo quay phải không? Dạ, có heo quay anh nào muốn thử miếng cà tím luôn không? Không, không cà tím anh thử rồi. Đó bây giờ đúng là mắm và rau nữa nè. Đó. Thì cái này nó khi nhúng như vậy đó, nó bớt sống, nhưng nó bớt nóng hơn. Cái này mà gặp rau tập tàn nữa ăn đã đời luôn. Rau tập tàn. Chưa nghe nói rau tập tàn. Chứ. Em có nói rau tập tàn chưa? Cái này rau tập tàn ở mới đã. Tập tàn là sao? Còn nóng nữa. Em ở đây là khoảng chừng giữa tháng 10 em có bông điên điển. Tại vì ở nhà em trồng. Bông điên điển là giữa tháng 10 ăn cho tới cuối tháng 12 là nó hết mùa, nó vô lạnh cái là đó không có ra bông. Cho nên ở đây rau cỏ là tùy theo mì hơi mua. Dạ, tùy theo mùa anh, dạ. Đến ăn miếng này ngon là anh nói vụ rau tập tàn. Tập tàn á, cái người giải thích đó là rau thập toàn. Thập là 10, toàn là toàn hoàn hảo, đó, hoàn toàn á. Rồi 10 cái loại rau đều hoàn hảo hết. Rồi gọi, người ta có người giải thích thôi. Đó là rau thập toàn. Thì kêu miền Nam cài trại riết kêu là rau tập tàn, rau tập tàn. Đó là một cái cách giải thích. Còn có nữa đó, rau tập tàn bây giờ đó, mình nghĩ như này. Ở miền quê đó, còn thương rau đắng ngọt sau hè, cái này nó bên hè. Hay là có cái luống tự nhiên lên cái cây rau tía tô. Hay là nó lên cái đọt mồng tơi. À, có cái cây đậu bắp. Đó, hay là cái dòng khoai lang nó lên khoai lang. Những cái bên hè, bên vườn chung quanh. Đụng đâu quơ đó mà nó không nhiều. Đúng vậy. Chứ mà nếu rau lang mà đầy hết thì người ta luộc rau lang ăn. Nó có mấy cọng à. Không đủ đây là một nồi. Quơ mấy nhánh, quơ mấy cái. Bông súng bẻ dài đọt. Tại nó không có nhiều. Đúng vậy. Gom chung lại đủ thứ nó là rau tập tàn. Bỏ vô đây gọi là bún và rau tập tàn. Còn nếu mà rau tập tàn đi nấu canh thì gọi là canh rau tập tàn. Mà rau tập tàn để dùng ăn sống thì gọi là rau tập tàn để ăn sống thôi. Canh tập tàn, rau tập tàn, bún và rau tập tàn, cái đó tùy theo. Nhưng mà tập tàn đây có nghĩa là đủ các loại rau. Mà cái này không phải nhiều. Cái một chút gom lại. Cho nên nhiều khi trong cái nồi canh rau tập tàn có rau mồng tơi, có rau đai, rồi có đọt lan, rồi có... Có nghĩa là sau hè có gì là mình... Dạ, có nấu cái đó. À dạ, dạ. Đó là rau tập tàn. Đi một ngày đàn học một sàn không? Không có đâu, em đông đêm ngồi tự dẫn biết chứ. Ngon. Sao lần đầu tiên ăn mắm ăn tiếp đi. Học thích, từ từ. Em có thích ăn rau không?
em không thích ăn rau chín, em mới ăn sống em không. Ok, thích. Nhớ nha, nhớ câu nói nha. Cho mình cái tô. Bên nè. Em ăn được rau bông súng. Dạ chưa bao giờ ạ. Ok, hay quá, thấy chưa? Nè, em giữ riêng lại cho vợ em ăn rau bông súng. Dạ. Em ăn bắp chuối chưa? Chưa bao giờ ăn. Chưa bao giờ ăn bắp chuối. Trời ơi, bữa nay đã đời rồi. Rau đắng cũng chưa bao giờ ăn luôn. Các bạn, nhưng mà em ăn đắng đắng được phải không? Dạ. Ok, đó hai món. Rau đắng nè. Ba món. Đừng ăn khóm, khóm nó bị chua. Em ăn giá được mà. Em giá sống không ăn được mà giá chín không thích ăn. Không thích ăn giá chín mà giá sống không được. Dạ. Ở dưới đứng ngắn. Đó bây giờ thử ba con đó trước cho chín đồng quan, cho chín đồng quan. Mình không ép ai ăn cái gì mà người ta không thích. Cho thiệt chín nè. Anh nghĩ có thể qua bữa nay do cái duyên anh em mình gặp nhau. Dạ. Em thay đổi cả một cái phong cách ăn uống của em. Chắc vậy quá anh đã rồi. Tại vì trong đời sống có đôi khi một lời nói hay là một cái duyên đưa đến thay đổi cả cuộc đời. Dạ đúng vậy, đúng vậy. Không có. Kén ăn đủ vô chín chưa? Đủ chín chưa? Dư chín, dư chín. Rồi đó. Bây giờ nè, chan chút xíu nước vô. Dạ có nước. Chút xíu nước. Đây là mắm già rau nè em. Dạ. Đó. Bữa nay nghe các bạn, bà chủ không biết ăn mắm, lần đầu tiên ăn mắm già rau nha. Trời ơi khổ quá, giống như ăn thuốc độc kìa, trời ơi trời. Thử đem. Thử đi mới biết. Đương nhiên. Hay giống xà lách son ha, rau đắng giống xà lách. Được, xà lách son được luôn. Em ăn xà lách son thì được. Nhưng mà đắng rau đắng đắng hơn. Dạ. Nó dai hơn. Dạ. Đó đơn giản vậy thôi. Nó hơi đắng nha, hơi nhẫn nhẫn. Nhắm mắt ăn vậy đi. Cũng như em đã từng nhắm mắt đưa chân lấy này vậy đó mà. Đắng giống khổ qua vậy. Dạ. Đắng thua khổ qua tí xíu thôi. Nhưng mà nấu nó càng chín nó càng đắng ngọt. Nhưng mà đó nếu em ăn được nha, có bồn bồn nghe rau dừa chỉ đâu ha. Những cái đó đó, cái vị cái hậu chua chua ngọt ngọt. Kể cả cái này ngang chuối chát được luôn, khế được luôn. Dạ đúng. Trời ơi đọt lụa, đọt xoài. Rau hết nhúc sảy luôn. Tất cả được hết. Đặc biệt thằng rau nhúc nó rất là giòn. Rau nhúc là nó giòn gấp đôi rau muống luôn. Trời ơi đọt cóc chua ngon luôn nữa. Ở nhà em có cái cóc. Em thử lấy cái đọt cóc em ăn đi, chua ngon lắm. Dạ. Nhà em có cây ớt không? Dạ em có. Hôm nào lấy lá ớt nấu canh. Nó làm bộ nói chuyện mà không ăn, anh muốn em ăn hết mà. Anh coi mà, đang con đang rình coi nè. Đâu có ăn, sao đâu. Ăn hết cho biết chứ. Ăn cho biết. Ăn cho biết. Không nhiều cái em ăn được mà em không thích ăn. Đúng, là tại vì tại vì nó chưa quen. Dạ. Có nhiều người không ăn rau giáp cá được bị chê nó tanh. Em ăn giáp cá được không? Em không hửi được mùi luôn. Đó. Dạ. Vậy đó nha. Mà từ bây giờ nghe cái chả giò đưa lên cuốn rau giáp cá không ăn rất ngon. Do cái thói quen nha. Dạ. Bởi vậy người qua người ta có một câu là người Việt Nam mình là ngồi trên một đống rong, ngồi trên cái câu thuốc gì? Thuốc. Dạ. Là tất cả những cái rau thơm của mình là một cái vị thuốc hết. Tất cả rau cỏ đều là vị thuốc hết. Dạ. Rau sam em. Trời ơi rau sam mọc hết rồi là bẻ vô là làm rau tập tàng ăn luôn. Dạ, dạ, dạ. Em tình cờ em có đọc qua. Rau sam là một trong những loại rau mà nó có cái chất collagen nhiều nhất. Đó thấy chưa? Nhiều anh thì anh không dám nói. Dạ anh em nói bây giờ người nào cũng nói loại nào tốt. Dạ. Nhưng mà trong các rau cỏ đều tốt cả. Dạ. Em ăn hết chưa? Dạ. Anh đang chờ em ăn hết á. Bữa nay anh nhất định phải để coi em ăn hết. Không nhưng mà cái mùi mắm khó chịu một xíu. Đúng rồi. Dạ. Ok. Hôm nào anh đến đây anh nấu cho em bún nước lèo. Dạ. Cũng là bún mắm. Nhưng mà nó giật. Tay này đậm để mình ăn rau mà. Và dạ. Trong đó đương nhiên em không thích ăn giá gì, anh không để giá, em ăn hẹ được không? Em không ăn hẹ. Không để hẹ, em bắp chuối được. Dạ ăn cũng được. Để chút xíu bắp chuối vô. Em ăn rau thơm được không? Dạ không. Không thì đừng chỉ, để, chỉ rồi. Chỉ ăn miên thôi. Rồi ok, miên đó, miên được. Miên. Rồi. Phúng lỗi, phúng lỗi. Phúng lỗi. Vậy là quá đúng rồi bây giờ nè. Rồi em ăn tôm được. Dạ. Thịt ba rọi được. Dạ. Rồi em ăn cá được. Dạ. Vậy là có tô bún mắm cho em rồi. À bún nước lèo. Bún nước lèo. Là tại vì cái nước lèo á nó dợt lắm. Chứ không có đậm mà nó loãng. Em lua bún em ăn à. Rất đơn giản. Em ăn từ cái đó quen rồi em qua bún mắm dễ dàng. Dạ. Thôi không ép. Không ép. Chồng người ta còn không ép uống cái chi mình. Mình đâu lạ gì đâu. Nhưng mà đâu biết qua bữa nay em ăn được. Dạ. Ủa. Cá tươi miếng cá tươi nãy rồi. Quên mình bỏ xuống lâu quá. Được rồi đó. Được. Được rồi. Ố nhiều quá em. Không, miếng làm hết lên ra. Không, nhiều quá. Dở miếng rồi, miếng rồi, miếng rồi. Đó, bây giờ miếng này bảo đảm nó không có cứng.
Em qua Mỹ từ năm nào? Dạ em qua năm 87 anh. Dạ, qua là đi học luôn. Em qua là học middle school. Dạ. Ừ. Vì là em còn trẻ quá. Năm nay hả? Năm nay em sắp sửa 48 tuổi. Bà ơi bà, tôi mà có con sớm là con lớn hơn ông luôn á. 68 nè. 48 không? À, 48. 48. Anh tuổi dần. Năm tuổi ngựa. 48 hả? Năm 8, 68. Nhỏ hơn 20 tuổi á. Thì em nhỏ hơn anh. Liền năm nay anh gần 70. 68. Năm 6, anh 68 tuổi, em mới 48. 48, năm 8, 68 đúng rồi, nhỏ hơn 20 tuổi. Nếu anh ở Cà Mau cứ vợ sớm 16, 17 tuổi là giờ này con lớn vậy đó. Chắc về có cháu luôn rồi với con. Dạ, yeah, có luôn á. Cháu cố. Dạ. Rồi em qua là em làm gì? Học. Em đi học về Business Management. Hả? Uh-huh. Em run Pizza Hut đâu cũng mười mấy năm. Ủa? Pizza Hut ai dạy em làm? Đi training. Bây giờ em làm pizza được không? Oh, easy. Nhưng mà em không bán pizza nữa. Tại sao? Đừng khóc. Không khóc thì không khóc mà em bị xúc động. Không, thì nhớ lại. Nói chung là cái đó cũng là một cái nghề em thích. Ô, xin lỗi và cảm ơn. Em là em thích làm business. Ok. Giống như ông bà mình có nói là vô thương bất phú thì mình phải tự làm chủ lấy mình mới phát triển nổi. Vô thương bất phú, tiểu phú do cần hay gì đó, nghĩa là đại phú là do gì mà tiểu phú do cần đó, nghĩa là nếu mà mình giàu mà giàu nhỏ nhỏ là do cần kiệm. Xong rồi ấy, em tình cờ cái em người bạn kêu em sang lại cái quán nhậu. Là cái quán này? Là cái quán này. Mà lấy tiền đâu sang? Hồi xưa thì làm tiền nhiều lắm, nhưng mà còn trẻ thì làm. Nhưng mà làm gì tiền nhiều? Em làm management cho nó, cho pizza hết. Em làm cho nó năm thứ 13. Em nói rõ hơn về cái vai trò đó, tại vì nhiều người manager nghe... em là chi làm manager của tiệm pizza. Nó phải nhiều tiệm hay là em làm một tiệm? Em làm một tiệm. Lý do tại sao em được lên làm manager? Mới đầu lúc em còn học high school á, em đi làm part-time kiếm tiền. Xong rồi cái nó thấy mình làm giỏi đưa lên làm shift, xong cái 6 tháng sau lên làm assistant. Ok. Assistant xong rồi là một năm sau em lên làm General Manager. Dạ, yeah. Em làm cho nó gần 15 năm. Ôi trời, 15 năm, một năm bao nhiêu, 15 năm biết nhiêu á. Bạc, gần bạc triệu luôn á. Nhiều rồi. Nhưng mà xài hơn triệu tao nên mình nghèo. Nhưng mà từ đó mà cái duyên đưa đến làm tiệm pizza. Là tại mình rành hết rồi. Đúng, đúng vậy. Đúng. Pizza được không? Hồi xưa nó ok lắm, hồi xưa nó rất là ok. Bây giờ? Bây giờ nó nhiều... Nhiều tiệm cái, quá. Nhiều cái brand nó ra quá, nhiều cái pizza hết. Thực sự ra vẫn kiếm tiền được, nhưng tại vì mình thấy kiếm không được nhiều như ý mình muốn. Đúng vậy. Cho nên bây giờ nói này nè, các bạn nào đó muốn thích làm pizza, có nhiều người ta thích nha từ nhỏ. Thích ăn pizza, thích làm pizza. Đừng nghe Hiền nói như vậy rồi nghĩ rằng chắc là cơ hội không còn. Còn nha, cơ hội vẫn còn, tại vì mình muốn kiếm nhiều tiền hơn. Đúng, đúng vậy. Cho nên từ chối cái pizza. Nói chung là ở nước Mỹ này cơ hội lúc nào nó cũng... không phải đó, ăn thua là mình có bản lĩnh hay khả năng để mình... Nếu có một người nào đó muốn làm pizza, thì bây giờ người ta đâu có nghề đâu. Hỏi em sẵn sàng giúp không? Ông sẵn sàng à, sẵn sàng. Lý do là như thế này, tôi nói luôn. Tôi hay nói chơi một điều, mình giúp cho người ta khá. Để chi vậy? Để người ta gặp mình khỏi mượn tiền. Tôi hay nói chơi điều đó mà thiệt. Tại vì nếu người ta không khá gặp mình đó, người ta cần sự giúp đỡ, không giúp cái này cũng phải giúp cái kia, thì như vậy đó mình không bao giờ đi lên được. Mình giúp người ta một cái tiếng nói thôi, hay là chỉ cho người ta một cái tay nghề, người ta giỏi rồi sau đó người đó còn giúp người khác. Dạ đúng vậy. Cho nên Hiền là sẵn sàng chỉ không? Nếu mà ai mà muốn mở tiệm pizza mà tới cần sự giúp đỡ của em sẵn sàng 100% chỉ dẫn những tất cả những gì em biết, những cái nhưng mà nó sẽ mất thời giờ cho em đó. Nói chung là bây giờ em cũng rảnh chứ không có... Ok. Có cái này là khi nói tới đây đó, có nhiều người sẽ gọi điện thoại lại hỏi: anh Thảo ơi, cho tôi xin số điện thoại anh Hiền, cái đó chết tôi nữa. Không sao, anh sợ, anh Thảo cứ tự nhiên. Nhưng mà anh chưa có số. Em dám nói số ở đây không là anh lãnh, em đừng dám không? Dám. Ok, nói đi, em nói giùm đi. Số điện thoại của Hiền là 346 777 5678. Cái tốt hơn hết đó, nếu gọi bắt không được thì nhắn tin, fax vô, người ta sẽ gọi lại. Đúng vậy. Đừng bao giờ. Và các bạn nhớ nha, có nhiều người gọi cho Thảo xin số anh Hiền như thế này anh đâu có đâu, rồi nói tôi không có, cái chửi còn không có tới bún mắm là có không. Đây nè, còn tôi nói tôi không có, cái nói anh đừng có gạt, anh làm hiểm, anh ích kỷ, tôi xin số anh không cho. Tôi nói là ở trong video có,
dám trả lời rằng trong video không có. Đó vừa rồi là có đó. Nếu mà dạng một lần nữa, số điện thoại có hiện là 346-777-5678. Nhưng mà vui cái chỗ là người ta không muốn coi, muốn hỏi liền thôi à. Ok, còn nếu mà không có tìm được, gặp nói chuyện được, tìm đến bún mắm luôn. Nếu ở xa gọi số bún mắm là số mấy? 832-876-8950. Những con số này sẽ có trên màn ảnh video nha các bạn. Yeah. Và xin nhắc lại đừng gọi Việt Thảo hỏi nha. Gọi Việt Thảo hỏi thì Việt Thảo cũng phải đương nhiên tìm số tội nghiệp lắm, cả ngày tôi làm việc cho tôi nghỉ ngơi nữa. Đó giống như gì đây mà gọi không được là rầy đó. Rồi, bây giờ mình có số điện thoại đầy đủ nha. Các bạn nào ở xa muốn ăn bún mắm khi đến với Houston trên đường Bel Air, ghé ngay bún mắm miền Tây. Nằm trên con đường Bel Air. Đừng hỏi Việt Thảo chỗ nào nữa nha. Cứ chạy dọc đường Bel Air nhìn thấy có hết nha. Bây giờ ăn liền cái miếng mực này các bạn. Ăn liền cái miếng mực này cả. Bây giờ miếng mực này miếng mực tươi nè. Dạ, hồi nãy rồi. Là luộc lâu phải không? Nè coi tôi ăn mày nha. Màu lắm luôn. Nhìn đi, nhúng đợi cho con mực vừa đổi màu thôi, miếng mực đổi màu. Là mình bây giờ ăn vô là còn tanh nè. Dạ. Nhưng mà lâu quá nó cứng. Còn hơi tanh. Để nhúng miếng cho hiền chứ. Dạ. Đó, hai miếng. Cẩm Tú có ăn mực không? Dạ em không thích ăn mực. Dạ không thích ăn mực. Nhưng mà em thích mực. Thích màu mực. Em thích màu mực tím. Dạ. Có người nói cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chưa dắt nha. Có khi gần mực thì sáng mà gần đèn thì đen. Gần mực đó là gần màu mực. Gần mực là mực của tuổi học trò thì cuộc đời nó sáng. Còn gần đèn mà á phiện hút á thì nó đen nha. Cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái câu nói hàm ý nghĩa đen là cái mực nó màu tối. Cho nên gần cái gì tâm tối xấu xa trở thành kẻ xấu xa. Gần đèn thì sáng, gần cái chỗ dù sáng sủa thì nơi đó tương lai mình sáng rạng hơn. Còn cái nghĩa bóng ngược lại, gần mực thì sáng, gần đèn thì đen, gì tao nói nha. Gần mực tức là gần cái học trò, tuổi học trò, mực viết thì cuộc đời sáng, đi học tốt hơn. Đừng gần đèn, hút xích thì cái đó cuộc đời tâm tối. Đấy. Rồi anh Thảo. Đó, bây giờ ăn nè. Giòn hơn, mềm hơn. Thấy chưa? Đồng ý không? Mình ăn miếng mực coi, nó cứng hơn nhiều. Thử coi, thử miếng mực cũ coi. Bảo đảm luôn. Thử coi, cắn phần nửa, chia phần nửa. Chơi ăn hết mình trời. Hay chưa? Đúng vậy. Cho nên các bạn, ăn mực cũng vậy, ăn cá cũng vậy, ăn tôm cũng vậy. Khi ăn lẩu mắm hay là mắm và bún mắm, tức là mắm và rau ở tại bún mắm miền Tây, ăn cái nào nhúng cái đó. Ăn tới đâu nhúng tới đó. Rau cũng vậy. Cái rau này bây giờ bỏ hết vô đây sôi hồi mình mập hết ngon. Mềm hết, dạ, thì đây là nguyên tắc căn bản, từ rau cũng vậy tới thịt cá cũng vậy. Cái gì chưa ăn nè? Tôm à, chả cá. Đầy đủ hết rồi. Heo quay. Heo quay thì tha hồ nhúng không sợ. Ok. Khi nói tới đây mọi người nói rằng hỏi về pizza thì chỉ. Hỏi nó bún mắm chỉ không? Tôi chỉ. Đâu có cái gì đâu mà nấu không được. Nấu con mắm ra lượt, lấy cái nước cho nó vừa ăn, nêm nếm rồi là bao nhiêu đồ vậy thôi. Đúng. Rất đơn giản, đừng có làm khó người ta. Kêu ông này, vậy đó nghe con, ông chỉ tôi nghe. Ông để bao nhiêu củ bông ngải bún, ông để bao nhiêu đường, bao nhiêu bột ngọt thôi vậy. Khi mình đã đi câu, có cái người móc mồi sẵn, cá thả sẵn, thả xuống vực, hết hay rồi. Đúng vậy. Cầm cần câu ra, dây câu từ cọc lưỡi đấy, tự kiếm mồi đào trùng hay bắt con dế, thả xuống coi cá gì, nghiên cứu câu, dính được con cá hứng thú vô cùng. Hãy nấu một lồ lẩu mắm ăn đi, hãy nấu một nồi bún mắm ăn đi, rồi các bạn sẽ thấy cái hương vị nó ngon lắm mà dễ nấu vô cùng. Rồi còn mà nếu mà làm miếng nấu thì có bún mắm miền Tây. Bún mắm không nói đây, nhưng ngửa xa ngửa thôi. Ok, sau cái pizza rồi tới gì nữa? Quán nhậu, nhà hàng quán nhậu. Là lúc đó có triệu chưa? Triệu thì chắc chưa đâu. Không chưa có đâu. Nhưng mà xài hết. À, xài cái hết. Cái đó thiệt luôn. Tại vì không lúc đó còn độc thân, chưa có vợ. Nếu tính ra đây không? Trong bàn tay tụi mình từ hồi qua Mỹ tới giờ đó, làm không có dưới 50 triệu. Dễ dàng luôn. Đúng vậy. Nhưng mà cái tiêu xài nó hết rồi. Tiêu xài. Tiêu xài đấy không phải là quan phí, mà tiêu xài là do nhà, cửa, xe, cổ, bao nhiêu cái expenses của trong đời sống mình. À, đúng vậy. Con cái học hành vì mình hoàn. Chi phí là quá lớn, bảo hiểm nữa. Chứ không phải là làm không có tiền. Cho nên các bạn suy nghĩ này. Bên Mỹ nha, làm tiền rất nhiều. Tôi nói cái này không có phải có ý xấu. Ngay cái mình giúp đỡ thân nhân của mình,
Kể cả ở tại Mỹ hay ở Việt Nam cũng vậy, biết bao nhiêu tiền. Mà chưa kể cái số tiền thất thoát lớn nhất luôn là tiền bị giật, đúng không? Thương bạn cho bạn mượn, gặp khốn khổ cho mượn, người ta không có tiền trả lợi thì thôi. Cái đó không nói nha, còn cái này biết có nha, mà vẫn không trả đó là giật gì nữa. Đúng, đúng. Rồi mất luôn tình bạn, đúng không? Mất luôn tình bạn. Cái số tiền mình mất biết bao nhiêu, đồng ý không? Mất nhiều lắm. Nhiều. Nhưng mà thôi, mình cứ nghĩ này, mình giúp đỡ cho người ta trong lúc hoạn nạn. Nhưng mà nó hoạn nạn là tại vì nó thua bài quá. Vui, cái chuyện vui. Rồi, như vậy mình qua tới là quán nhậu. Dạ. Quán nhậu gì lộn xộn quá, thôi qua tới bún mắm. Qua tới bún mắm. Nhưng mà em có đặc biệt á, hồi xưa là nói chung là em có cái cá tánh là cái gì mà người ta không làm em làm. Em ở thành phố Houston này không là từ ngày đầu qua nước Mỹ cho tới bây giờ luôn. Thì em thấy cái gì mà người ta không làm thì em sẽ làm và làm hết mình cho tới lúc mà mình làm hết sức thì lúc đó mình mới give up. Còn hơi thở là còn gỡ. Nói giống anh nào? Mà nói bình dân kiểu mày giống tao không mày? Thí dụ em ở cái tiệm mình á, trái giò ai cũng có, kiếm gì nó lạ. Trái giò hải sản, đâu có ai chỉ mình đâu, nghiên cứu. Trong hải sản có gì? Có tôm, có mực, có cá, có đủ thứ hết, nhưng mà đâu có để hết vô được. Đâu. Phải chọn lọc. Rồi phải làm sao? Đó. Rồi không có thích làm nhà hàng. Nói chung không thích buôn bán, không thích làm ăn. Cái lẫn tửng nghệ sĩ mà, đi chơi nói chuyện gì là vui rồi. Không bao giờ lo xa cái gì hết. Cho nên giờ này 68 tuổi dòm vẫn còn trẻ là vậy, nói thiệt luôn. Trẻ măng. Là tại vì nó không có khổ. Nhưng mà đến cái duyên tình cờ rồi á, phải mở nhà. Mấy đứa em nó bắt mở là phải mở. Nó nói anh lớn tuổi rồi, mình phải có chỗ cho mọi người gặp là mở. Mà khi đã mở rồi, lao dâu luôn. 13 tiếng, 15 tiếng một ngày là chuyện bình thường. Em lúc mà em mở bún mắm á, là lúc đó em còn đi nấu cho người ta. Đó. Có nghĩa là 2 giờ em đi làm, thì sáng á, là 7-8 giờ hay là em đi chợ đi búa về, xong em mở bún mắm. Xong rồi tới 2 giờ em đi làm á, là nhờ bà già với ông già em ra phụ coi thiệp. Xong rồi đi làm xong á, là tới 2 giờ sáng em mới về. Anh nói cái này đúng không nha? Cái bún mắm này nè, ai nấu cũng được. Đúng vậy anh. Là tại vì chỉ có cái con mắm, rồi mình nấu lấy cái nước, làm nước lèo, xong rồi đồ này cái nọ vô là xong. Đúng. Nhưng ngon dở hay không ở cái chỗ, cái thứ nhất làm sạch sẽ. Cái thứ hai là cái lòng của mình để vô trong cái món ăn của mình. Tâm huyết mình phải bỏ hết vô. Nói này, đây giống như đứa con của mình. Thì đứa con của mình, người mẹ mang thai phải thai giáo cho con. Trước khi có bầu là hai vợ chồng đã tính rồi. Anh không có được hút thuốc, đúng không? Nói chuyện với cái dụng vui vẻ rồi mới có bầu. Có bầu xong rồi có cái mầm sống trong bụng rồi. Nói chuyện vui vẻ, đọc sách, đọc báo, nghe nhạc, cái gì để chi? Để cho con mình thai giáo mà, để cho nó tốt. Dạ. Sanh ra lọt lòng mẹ, khóc hết nước mắt, mừng vui. Đau đớn gì cũng được, chịu hết. Rồi ai gặp khen, trời ơi, nhỏ thông minh quá mình vui. Sao con đẹp quá mình vui. Cái đồ ăn y hệt vậy. Từ lúc này làm cái chả cá, lựa cái miếng cá, nấu cái miếng mắm, mình phải làm sao nêm nếm cho nó đúng ý mình cho ngon. Rồi thợ thầy bắt phải làm cho giống nữa. Đúng. Nhiều người nói sao ông khó quá vậy, thì nấu bỏ nấu nữa. Không, cân đo lượng. Đúng vậy anh. Bao nhiêu đường, bao nhiêu mua, thí dụ vậy. Tất cả những mà cái ingredient nước lèo, nước lèo đó là phải lên cân hết. Mà cái đó là tâm huyết của mình. Dạ đúng vậy. Cho nên quý vị và các bạn, nấu một nồi bún mắm không khó, nấu một nồi bún nước lèo không khó. Cái khó là cái tấm lòng của mình được bao nhiêu để đặt vào đó. Đo lường đường, muối, tiêu, bột ngọt không khó. Đo lường cái tấm lòng của mình nó mới khó. Ngày hôm nay đến ăn ở tại bún mắm miền Tây. Và cái duyên lần đầu tiên. Dạ. Lần đầu tiên mới gặp Hiền với Cẩm Tú. Lần đầu tiên mới biết một cái tiệm mà design, decorate màu tím như thế này. Vì một con người thích màu tím. Tôi cũng thích màu tím. Người ta nói mấy người đàn ông mà yêu thích màu tím là bóng. Bóng hả? Tôi yêu thích màu tím này, sáp vô đây biết bóng không à. Thì lần đầu tiên gặp một cái người chủ không biết ăn bún mắm, không biết ăn mắm, không thích ăn mắm mà bán bún mắm. Dạ. Một cái người từng trải làm pizza được, quán nhậu được, bây giờ mở bún mắm. Mà cái đặc biệt nghe theo lời vợ nghe,
chưa chắc thích màu tím mà phải mặc quần áo màu tím theo vợ bắt buộc như vậy. Đi xe màu tím mọi người thấy. Rồi hình như nghe nói hồi xưa cọng bún này màu tím luôn đúng không? Dạ, có một nấu thời. mình bỏ lá cẩm vô. Dạ. Dạ. Nhưng mà tại vì khi ăn mà thấy màu tím ta thấy nó kỳ. Nông quen. Dạ, thực sự hồi đó cọng bún màu tím luôn. Dạ. Rồi cái bữa ăn hôm nay tôi nói thẳng, hai người này cũng chẳng có mời tôi lại làm quảng cáo, mà tôi cũng không cần xin lợi để làm quảng cáo. Tôi làm cái nhiệm vụ, cái nhịp cầu để giới thiệu những người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Khi có dịp đến với Texas, đi San Antonio chơi, đi Dallas, hay là đi Riverwalk, hay muốn đi chỗ nào cũng được. Nhưng mà khi đã ghé Houston thì phải ghé Bel Air. Ghé Bel Air, ghé vô được cái bún mắm miền Tây ăn như Dịch Thảo ngày hôm nay, để chúng ta tìm lại cái hương vị quê nhà, để thấy rằng cái cơ hội làm ăn vẫn còn nếu như người nào thích đầu tư vào ngành nhà hàng. Có quyền mở một cái bún mắm khác trên đường Bolland nếu quý vị tìm được chỗ. Và nếu cảm thấy nó ngon hơn, làm ơn làm phước nó ngon hơn dùng, để cho thằng này bỏ nghề bún mắm đi kiếm nghề khác. Đúng vậy. Dạ, thoải mái, miễn ngon thôi. Hoặc là có nhiều tiệm càng tốt nha, người Việt Nam mình phát triển. Và các bạn nhớ, người nào muốn đầu tư vào pizza, muốn tìm hiểu, cứ việc liên lạc với Hiền sẽ hết lòng chỉ cho. Các bạn nào muốn biết thêm về vấn đề ngành nhà hàng, liên lạc cho Thảo chỉ cho. Anh em chúng tôi sẵn sàng hết để chúng ta có một cộng đồng vững mạnh. Những người nào ngày hôm nay nhìn Việt Thảo ăn mà thấy không có thèm ăn, xem đi để thấy chúng tôi ăn cho thèm, để mà có cảm hứng ăn cho ngon. Anh chị em nào lâu quá không ăn món bún mắm, ăn thấy Việt Thảo ăn ngày hôm nay có cảm hứng và nhớ lại, ghi vô thực đơn của mình, ê có món bún mắm nha. Dạ, và nhớ, bún mắm nấu đậm, ăn với nhiều rau, đủ loại, cái gì bỏ vô cũng được. Bún nước lèo thì đơn giản hơn, nước lèo vợt hơn, chỉ có vậy. Rồi nghe, cảm ơn em, cảm ơn hai em đã cho anh Việt Thảo có cơ hội để giới thiệu cho mọi người biết. Dạ. Trên thật sự anh Việt Thảo cũng không biết ở đây có cái bún mắm miền Tây. Cũng nghe người này người kia khen nói mới tìm tới. Nghe. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Bữa ăn hôm nay không có trả tiền. Cũng không có lấy tiền. Không lấy tiền, biết, anh biết luôn. Nhưng mà anh xin phép một điều thôi. Anh gửi một chút quà nhỏ cho những người phục vụ. Chỉ có vậy thôi. Dạ. Mong là đừng từ chối. Dạ. Nha. Dạ. Anh không cần biết giá cả bao nhiêu. Cái này là cái lòng của anh. Dạ. Xin đừng từ chối. Gọi xong. Nha, vậy dạ, nha. Dạ, cảm ơn anh Thảo.